Project Free Range. Tận cùng mé trái là một người thấp nhỏ, cầm nhọn, tay cầm một đôi nga mi cương thích. Người thứ hai vừa cao vừa mập, đứng sừng sững, chẳng khác nào một cái tòa tháp sắt. Trước mặt y là một tấm bia đá lớn, trên bia khắc mấy hàng chữ: Tiên khảo Hoàng Phủ Quân Thành Bản Chi Mộ. Đây chính là một tấm bia mộ, không hiểu đặt trước mặt y để làm gì. Hoàng Thành Bản à? Trên giang hồ chưa từng nghe có vị tiền bối cao thủ nào tên như vậy. Người thứ ba, dốc người tầm thước, mặt mũi trắng trẻo. Nếu hàm răng không hô ra ngoài một tấc và cái mũi không tẹt xuống mất nửa tấc thì có thể xem là người tướng mạo anh tuấn. Trong tay y cầm một đôi lưu tinh chùy. Tận cùng mé phải là một gã trung niên, dáng vẻ bệnh hoạn, quần áo lam lũ, miệng ngậm một tẩu thuốc, mắt thì liêm diêm, thông thả nhả khói, dường như chẳng coi tiêu đội 70 người đang đi tới kia vào đâu.